Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên tích thủ con game Neo 79 anh em. Bốn nay 10 cổ anh em ạ. Đi mũi tay 250. Xem lái lời như thế nào thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Mở bát tay đầu nãy được 200 anh em ạ. Vốn như này kiếm 5 đến 10 cổ xem có ổn không anh em ạ. Nếu anh em nào chưa đăng ký con game Neo 79 thì mình có để link dưới phần mô tả, mình vẫn cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được 39k miễn phí anh em. Còn khuyến mại nạp đầu con game Neo 79 này là 100% anh em ạ. Anh em có thể vào tham khảo anh em. Bảy năm mươi, quanh đi quẩn lại vài tay thấy hòa vốn anh em ơi. Lên mắc 5 lít đây anh em ạ. Nổ pha cứ phải gọi là mắc win anh em. Ui giời ơi xịt anh em ạ, pha đấy mà lên tầm khoảng 2 em nữa thì ngon đấy. Với 40 cổ quay 500 mình nghĩ là ra đảo đây anh em ạ. Xem độ may mắn của mình về bờ hay là ra đảo đây. Hôm nọ ăn cái hũ bom màu này cũng được mấy chục đây. Nổ những pha 3-40 cổ. Tưởng bát là hàng ngang nữa thì ngon. 5 con 77 được 3 củ 7 anh em ơi. Nổ luôn anh em ạ. Queen. Một của hai cũng được, anh đi quẩn lại lại lên, ai tăng tốc đi để chốt lại nhanh nào. Nếu anh em bắt cầu kèo bên những cái app thua tha ấy, thì anh em có thể sang con Neo 79 này rất thú. Con game Neo 79 này có thật gần 1.000 slot quay nổ hũ anh em ạ. Nói chung là bắt cầu kèo thì thua thì sang quay hũ, biết đâu quay 1-200k lại nổ vài trăm cổ anh em ạ. Chúc những anh em nào chơi con Neo 79 mình chúc anh em may mắn nổ hũ anh em. Ôi, bát không ngang em ạ, đi dọc thì không ăn thua. Khả năng là ra đảo rất là cao anh em ạ. Còn 4 củ 4 thôi. Liệu cứu lại được không? Cho mấy tay nổ nào. Chẳng nhẽ lại ra đảo đúng không anh em? Ăn nhiều thì cũng phải có lúc ra đảo chứ anh em ạ. Vốn này nhỏ. Bốn to thì ngồi săn thì mình nghĩ là đơn giản thôi. Có vốn thì mình chơi tự tin. Còn ba tay nữa thôi là cháy vốn anh em ạ. Ôi trời bát sao lại cũng thẳng hàng vậy. Pha này được 3 cục, may quá cứu lại anh em ạ. Khả năng là mình sẽ giảm xuống 250 đi anh em ạ. Vốn nhỏ quá. Ui giảm pha xuống lại được 3 củ mua đi nhưng mà. Nếu mà pha đấy được 6 củ chứ nhưng mà. Tí nạp 50 vào hay là 30 vào quay tiếp anh. Vốn nhỏ cảm giác quay hú mình không thấy tự tin cho lắm.
xuống rồi lại phải lên. Làm quả nổ mắc win. Phát xem nào, cho nó rực rỡ nào. 7 lít à. Phát này đẹp đấy anh em ạ. Khả năng là dính anh em ơi. Một củ 7 này. Thế một em nữa là rực rỡ anh em ạ. Được 3 củ. 10 củ thấy xuống rồi con số anh em ạ. Con này đi 500 đi anh em ạ. Để cho nó cháy vốn đi. Không cháy thì lên siêu phẩm này. Ôi bát nhiều vậy mà không thẳng hàng anh em ạ. Đen vậy trời ạ. Để hút hết rồi. Cho nhau cơ hội đi nào em ơi. Vốn nhỏ quay trước kịp nổ đã hết vốn. Tính mình hay chơi anh em ạ. Vốn ít mình đòi hết nhiều anh em ạ. Đúng là ra càng nhiều mấy con này thì càng ok anh em ạ. Ra thêm 3 em nữa đi. Được có 2 củ. Xem độ may mắn của mình còn lên lại không? Mình nghĩ là không có cơ hội anh em ạ. Quay xem như nào. Còn 3 tay nữa là cháy vốn này. Còn 5 lít cơ à. Tay cuối cùng nha anh em. Ôi lại được bao nhiêu rồi? 250 vẫn không đủ. Vẫn không đủ đi 500 anh em ạ. Vẫn 250. Nay quay hú ra đảo nhưng còn 100 mà mấy nhưng mà quay hết đi. Cháy vốn nạp vào lại báo khuyến mại đây nhưng mà ok tất cả anh em nhà mình nhá. Nói chung là hôm nay quay hú ba màu này không lên được anh em ạ. 10 cổ chưa kịp nổ đã hết vốn anh em ơi. Nếu anh em nào có chiến đấu thì mình chúc em may mắn chiến thắng nha anh em. Bye bye anh em.